Xin kính chào các thầy cô trong chủ tọa đoàn cũng như là các báo cáo viên và tất cả các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình hội nghị của Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2021. Theo sự phân công của ban tổ chức thì nói là cập nhật vấn đề về hội chứng vành mạn của Guideline ESC 2019, nhưng mà thật sự cập nhật thì có nhiều điểm cập nhật. Tôi muốn xin nêu ở đây là những cái điểm quan trọng của cái khuyến cáo ESC 2019 về hội chứng vành mạn mà thôi. Kính thưa các bạn, thì chỉ sau khi mà cái khuyến cáo này được công bố đó, thì chỉ một vài ngày sau thôi thì chúng ta thấy là có những cái nhận xét cho chúng ta thấy rằng người ta đã lược ra những cái điểm quan trọng, những cái điểm chìa khóa mà chúng ta cần nhớ về cái khuyến cáo năm 2019 này của Hội Tim Mạch Châu Âu. Ví dụ như chúng ta tác giả này đã đưa ra tới 15 cái điểm quan trọng, nhưng mà chúng tôi xin lược lại cũng còn 13 thôi. Trong đây chủ yếu là cái cột mà phía đầu tiên từ số 1 đến số 7 thì sẽ được là trình bày nhiều hơn. Ví dụ như vấn đề chúng ta thấy là người ta đã có sự thay đổi về tên gọi, người ta nhận ra những cái bản chất mới của cái bệnh này, cũng như là cái tiến trình mà chúng ta chẩn đoán thì nó sẽ đi theo một cái hướng khác hơn so với khuyến cáo năm 2013. Đầu tiên là sự cái điểm quan trọng là về cái tên gọi. Thì rõ ràng rằng là về tên gọi trước đây thì chúng ta thường hay gọi là bệnh động mạch vành mạn hay là bệnh động mạch vành ổn định và vân vân. Thì cho tới cái khuyến cáo năm 2019 này, chúng ta thấy là cái từ khuyến cáo 2013 người ta dùng chữ bệnh disease, thì bây giờ đó thì người ta đã chuyển đến một cái danh từ khác, đó là một cái hội chứng syndrome. Dĩ nhiên là còn sự thay đổi nữa, ví dụ như là chữ là chronic coronary mà hồi trước nó gọi là stable coronary vân vân, thì chúng ta sẽ trình bày sau. Như vậy về mặt thuật ngữ, về mặt tên gọi đó, ở bên phía Mỹ thì chúng ta thấy rằng cái chữ CAD này đó là viết tắt chữ bệnh động mạch vành, còn có một cái tên gọi đó là bệnh tim thiếu máu cục bộ mà ổn định, stable ischemic heart disease. Đó là bên phía Mỹ của năm từ năm 2017 đến năm 2019. Bên phía châu Âu thì chúng ta thấy cái từ CAD vẫn là bệnh động mạch vành, nhưng mà chúng thấy là không sử dụng cái thuật ngữ là bệnh động mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, mà ta chỉ dùng chữ CCS này, tức là chronic coronary syndrome, mình dịch là hội chứng vành mạn. Về cái danh từ đó ở Việt Nam chúng ta thì cũng có một số các bác sĩ dùng chữ là hội chứng mạch vành mãn tính, nhưng mà thật sự thì nói như vậy thì nó cũng hơi dài. Thì Hội Tim Mạch Việt Nam cũng đã thống nhất là chúng ta dùng chữ là hội chứng vành mạn. Tại sao chúng ta dùng chữ hội chứng vành mạn? Thì cái chữ mãn tính nó cũng là mạn thôi, mạch vành cũng là vành thôi. Và nếu mà chúng ta sử dụng cái chữ là hội chứng vành mạn đó thì nó cũng có tương ứng với cái chữ mà chúng ta sử dụng hội chứng vành cấp. Như vậy thì cái tên ở Việt Nam chúng ta thì được Hội Tim Mạch khuyến cáo là chúng ta dùng chữ hội chứng vành mạn. Đó là về mặt danh từ. Chúng ta đi về bản chất của bệnh. Thì những cái năm trước 2013 rồi về trước đó, khi mà chúng ta nói đến bệnh mạch vành đó thì chúng ta thấy rằng là đó là chúng ta nói đến cái nhánh, một nhánh lớn, nhánh động mạch vành ở thượng tâm mạc nó bị xơ vữa rồi nó bị tắc nghẽn vân vân. Nhưng mà đến tới năm 2019, những thay đổi những năm đó, nhưng mà đặc biệt tới năm 2019 thì chúng ta thấy rằng là cái bản chất của bệnh không phải là một cái bệnh động mạch vành tắc nghẽn ở những cái nhánh lớn của thượng tâm mạc nữa, mà nó còn có cái một cái dạng có thể đó là cái chữ co thắt mạch vành. Khi mà nói đến co thắt động mạch vành như vậy đó thì ta quan tâm đến cái hệ vi tuần hoàn, ta xem những cái mạch máu nhỏ, vi tuần hoàn, những cái vi mạch đó, coi là nó có về mặt cấu trúc nó thay đổi như thế nào, được tái cấu trúc thành nó dày lên vân vân, và như vậy thì những cái yếu tố nào đã ảnh hưởng đến cái chức năng của cái vi tuần hoàn này, vi mạch này, ví dụ như tình trạng mà phì đại tâm thất trái, ví dụ như có tình trạng giảm cái thời gian tâm trương vân vân, có tình trạng thoái hóa dạng bột ở trong cơ thể chúng ta, đặc biệt những các mạch máu, và từ đó cho chúng ta thấy rằng về mặt và cơ chế bệnh sinh đó thì những cái tình trạng mà ở vi tuần hoàn để nó có chủ yếu tình trạng đó là co thắt cái tình trạng ở những cái vi mạch đó. Như vậy đó là một cái thêm một cái bản chất nữa về mặt cơ chế bệnh sinh trong cái chuyện hình thành cái bệnh lý động mạch vành của chúng ta, và người ta gọi đây là một cái đa yếu tố, một yếu tố mạch và yếu tố tắc nghẽn và một yếu tố về co thắt nữa. Nhưng mà cái slide này thì chúng tôi muốn nói rằng về mặt bản chất á, thì cái slide này nó thật sự là quan trọng. Một cái đường liên lạc ở chính giữa chúng ta cho thấy một cái diễn tiến tự nhiên
của một người bị hội chứng vành mạn. Đặc biệt là trong giai đoạn ban đầu đó thì nó rất là im lặng, gọi là giai đoạn dưới lâm sàng chúng ta khó chẩn đoán, tức là dễ bỏ sót cái chẩn đoán. Cái tình trạng hội chứng vành mạn này nó tiến triển từ 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 cho đến lúc mà người bệnh này có một cái biến cố nào đó, ví dụ như hội chứng bệnh cấp ACS, thì sau đó thì sẽ được điều trị, sẽ được can thiệp và trở lại một cái trạng thái là hội chứng vành mạn, có thể là sau 12 tuần hoặc là có định nghĩa là sau 12 tháng thì trở lại, sau hội chứng vành cấp sẽ trở lại hội chứng vành mạn. Như vậy chúng ta thấy rằng hội chứng vành mạn là một bệnh đồng vành, một cái trạng thái diễn tiến liên tục, trong đó có khoảng thời gian đó là hội chứng vành mạn, sau đó có thể xảy ra hội chứng vành cấp, và sau đó sau khi chúng ta điều trị là trở lại là trạng thái là hội chứng vành mạn. Cái slide này cho chúng ta một cái và một cái thông tin quan trọng nữa là nếu một người nào đó bị hội chứng vành mạn nhưng mà cái người đó không được điều trị tốt, không lấy giảm thiểu những cái yếu tố nguy cơ gây ra bệnh động mạch vành của người ta nhiều, thì chúng ta thấy rằng là xảy ra một hội chứng vành cấp ở đây, một biến cố hội chứng vành cấp, sau đó một khoảng thời gian lại xảy ra một biến cố hội chứng vành cấp nữa, mà chúng ta biết rằng sau những lần hội chứng vành cấp này thì bệnh nó càng trầm trọng thêm, có thể là tử vong, có thể là diễn đến rối loạn nhịp rất nhiều hơn, có thể là bệnh suy tim nhiều hơn, vân vân. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng cái đường màu xanh lá cây ở dưới này rời này đó, đó là những cái trường hợp mà người bệnh được xử lý tốt, điều trị tất cả những cái yếu tố nguy cơ cũng như điều trị nội khoa tốt, thì chúng ta thấy là hội chứng vành mạn này diễn tiến một cách rất là lâu dài mà không có những cái hội chứng vành cấp nào xảy ra. Thì như vậy chúng ta thấy là những cái người đó được điều trị tốt. Vậy tóm lại về cái bệnh động mạch vành đó thì chúng ta thấy rằng đó là một cái chuyện mà nó diễn tiến liên tục, và có những thời điểm với khoảng thời gian đó là xảy ra hội chứng vành cấp, có những cái thời điểm nền tảng đó là hội chứng vành mạn. Và nếu mà chúng ta không kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chúng ta không điều trị nó tốt, thì bệnh này nó tiến triển và như vậy sẽ có nhiều đợt hội chứng vành cấp nguy hiểm cho người bệnh. Còn nếu chúng ta kiểm soát được các yếu tố nguy cơ, chúng ta điều trị nội tốt thật tốt cho người bệnh, thì có thể cái bệnh động mạch vành đó nó thoái triển và chúng ta ít có các đợt hội chứng vành cấp, hoặc là nếu chúng ta tốt nữa, chúng ta không có một cái đợt hội chứng vành cấp nào cho người bệnh nữa. Cái điểm quan trọng thứ ba đó là chúng tôi muốn nói đến là về mặt về chẩn đoán. Thì thật sự có nhiều tác giả mà trong đó chính bản thân tôi cũng thấy rằng đối với hội chứng vành cấp chúng ta dễ chẩn đoán lắm, nhưng mà đối với hội chứng vành mạn thì chúng ta sẽ khó chẩn đoán hơn. Để tiếp cận chẩn đoán thì từ ESC 2013 người ta thấy rằng đầu tiên là chúng ta phải khai thác cái triệu chứng đau ngực của người bệnh. Thì khi mà khai thác triệu chứng đau ngực người bệnh thì chúng ta sẽ khai thác những tính chất của triệu chứng đó. Xem coi là người đó có bị là đau thắt ngực một cách gọi là điển hình, hay là đau thắt ngực không điển hình, hay là chỉ đau ngực thôi, chest pain thôi chứ không phải là angina. Thì nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân có đau ngực của bệnh nhân mà đầy đủ được ba cái tiêu chí tiêu chuẩn như thế này, đó là một tình trạng nặng ngực hoặc đau ngực ngay sau chuyển ức mà có cái thời gian và cái tính chất nó đầy đủ, như là một cái trường hợp điển hình được khởi phát bởi cái những tình trạng gắng sức hoặc mà chấn thương về mặt tâm lý và giảm đi khi mà chúng ta sử dụng nitrat hoặc chúng ta nghỉ, đó là đầy đủ ba tiêu chuẩn, gọi đó là typical angina. Thì sau khi mà chúng ta phân loại như vậy rồi đó, typical angina hoặc atypical hoặc là non angina, thì chúng ta sẽ dựa vào tuổi của người bệnh và chúng ta sẽ dựa vào phái tính để chúng ta tính được cái xác suất mà người ta mắc bệnh động mạch vành là bao nhiêu. Ví dụ nếu mà chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân nam mà đau thắt ngực điển hình và tuổi cao như thế này, thì chúng ta thấy đây là những cái người này cái xác suất mà bị bệnh động mạch vành người ta rất cao, lên đến 93%, 89%, vân vân. Và cái vùng mà chúng ta khu trú cái màu xanh này á là thuộc cái loại cái xác suất mà cái nguy cơ mắc bệnh động mạch vành mức độ trung bình thôi. Cái vùng màu trắng này đó là những cái người mà không đau thắt ngực, hoặc là những người trẻ nữ thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ nó rất là thấp, và dựa vào cái nguy cơ này thì chúng ta có thể sử dụng từng loại xét nghiệm, ví dụ như là điện tâm đồ gắng sức, chúng ta có thể dùng siêu âm tim gắng sức, chúng ta có thể dùng là SPECT, hoặc là chúng ta sử dụng MSCT động mạch vành, MRI tim, hoặc là chúng ta sử dụng chụp động mạch vành để mà chúng ta có thể chẩn đoán xác định là người này có bệnh động mạch vành nằm trong hội chứng vành mạn hay không. Và khuyến cáo năm 2013 2014 thì cho chúng ta thấy có một cái cách tiếp cận như thế này. Đối với những cái người mà thuộc loại gọi là nguy cơ mà mắc bệnh động mạch vành thấp thôi á, thì cũng bà cái chúng ta chỉ thấy rằng gọi là mắc bệnh động mạch vành rất cao, cái khả năng mà từ cái khả năng mắc là từ 85% trở lên á, thì chúng ta chỉ có một cái xét nghiệm mà chúng ta cần thực hiện, đó là chúng ta chụp động mạch vành mà xâm lấn, có nghĩa là
chúng ta sẽ thực hiện chụp động mạch vành chọn lọc với chất cản quang. Và ở cái nhóm mà chúng ta thấy rằng cái nguy cơ mắc bệnh động mạch vành hay là xác suất người ta mắc bệnh động mạch thấp là dưới 15% đó, thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái loại xét nghiệm mà chúng ta dùng, cho dù đó là anatomy hoặc là functional về như vân vân, thì thấy là đều là class 3 hết, màu đỏ hết, có nghĩa là nhóm này chúng ta không cần làm những cái xét nghiệm nào cả. Chỉ có cái nhóm mà chúng ta nguy cơ mắc bệnh động mạch vành ở mức trung bình hay là xác suất mà mắc bệnh động mạch vành trung bình đó, thì chúng ta thấy chúng ta có thể sử dụng gì, chúng ta có thể dùng chụp động mạch vành với chất cản quang mà chỉ định là 2B, chúng ta có thể là chúng dùng CTA là chỉ định là 2A, chúng ta dùng stress echo đó là chỉ định nhóm 1, chúng ta dùng hạt gọi là hạt nhân nuclear imaging là nhóm 1, hoặc là chúng ta dùng MRI hoặc là PET perfusion vân vân, đó là chỉ định nhóm 1. Như vậy đó là cái cách tiếp cận để mà chúng ta có thể là xác định được người ta có bị bệnh động mạch vành, đặc biệt là trong bệnh cảnh hội chứng bệnh mạng. Nhưng mà đến năm 2019 ESC cho chúng ta thấy là gì? Người ta có nghiên cứu lại thì cái xác suất mà tiền nghiệm đó, chúng ta dựa vào typical angina hoặc atypical và tuổi và phái tính đó, thì chúng ta thấy rằng là ở lúc trước đó, ở những người mà đau ngực, thắt ngực, đau ngực mà gọi là điển hình ở phái nam mà trên 70 tuổi đó, thì cái này nó có thể là 93%. Còn bây giờ chúng ta thấy là cái khả năng mắc bệnh động mạch vành đó, nghiên cứu lại chỉ thấy có 52% thôi. Như vậy thì dựa vào tuổi, đau thắt ngực ổn định và tuổi, đau thắt ngực điển hình và phái đó, nó cũng không có giúp cho chúng ta nhiều. Một cái bệnh cảnh khác đó là bệnh cảnh ngoài cái chuyện đau ngực của người bệnh đó, chúng ta có bệnh cảnh khó thở thì nó cũng có tương đương nữa. Nếu mà người bệnh khó thở thì cũng là một cái triệu chứng tương đương đau ngực, và người ta cũng thấy khoảng 30 mấy% những người này, ở những người lớn tuổi phái nam vân vân, thì cũng có cái khả năng mắc bệnh động mạch vành. Người ta gọi là chúng ta có đây là cái xác suất tiền nghiệm trước khi mà chúng ta xét nghiệm đó, những cái thực hiện xét nghiệm thì cái khả năng mà bệnh động mạch vành mà tắc nghẽn là bao nhiêu, thì chúng ta thấy có sự thay đổi so với năm 2013. Và với cái nhận định như vậy thì chúng ta thấy trên lâm sàng người ta sẽ có 6 cái bệnh cảnh lâm sàng chính ở gặp ở phòng khám của chúng ta ở cho những người mà gọi là hội chứng bệnh mạng. Hai cái bệnh cảnh đầu tiên đó là những cái bệnh cảnh mà chúng ta thấy là người ta chỉ có cái biểu hiện nghi ngờ thôi nhưng mà chưa được chẩn đoán gì hết. Đó là những bệnh nhân mà có đau ngực hoặc là có tình trạng khó thở mà chưa làm gì hết, chúng ta nghi ngờ là có bệnh động mạch vành, hội chứng vành mạng thôi. Cái nhóm hai cái bệnh cảnh tiếp theo là những cái loại bệnh nhân mà đã được xác định rồi, đã được tái thông mạch vành rồi, ví dụ như bệnh nhân có tiền sử là hội chứng vành mạng hoặc là đã được tái thông và được đặt stent rồi trong vòng 1 năm, hoặc là những người bị hội chứng vành cấp gì cũng là 1 năm. Và một cái bệnh cảnh nữa là những cái bệnh chúng ta nghĩ là những bệnh nhân có triệu chứng đó nhưng mà chúng ta thấy rằng nó đau thắt ngực nghi ngờ do bệnh lý vi mạch thôi vân vân, thì thêm hai cái bệnh cảnh nữa. Như trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp khoảng 6 cái bệnh cảnh này, và đặc biệt là chúng ta quan tâm đến cái việc chẩn đoán, đó là những cái người mà có biểu hiện nghi ngờ thôi nhưng chưa được chẩn đoán, hoặc là có bệnh nghi là đau ngực mà do vi mạch thôi. Còn cái việc chẩn đoán cho những cái người mà đã được tái thông động mạch vành rồi thì chúng ta không có đặt nặng vấn đề nữa. Về mặt chẩn đoán thì tác giả năm 2019 của ESC này sẽ đưa ra làm 5 bước trong cái chẩn đoán. Bước thứ nhất là chúng ta xem xét những triệu chứng lâm sàng coi là đây có phải là một cái đau thắt ngực mà không ổn định hay không. Nếu có thuộc loại hội chứng bệnh cấp thì chúng ta đưa nó vào trong cái chương hội chứng bệnh cấp để chúng ta chẩn đoán. Thứ hai là chúng ta xem xét những cái bệnh lý đi kèm cũng như là về những cái yếu tố về chất lượng cuộc sống bệnh nhân hay không, chúng ta sẽ phân xét vậy. Bước thứ ba là chúng ta dùng những cái xét nghiệm về tim mạch mà thường quy thôi, ví dụ như điện tâm đồ lúc nghỉ, siêu âm tim vân vân, và chúng ta xem xét coi là cái có phân suất chống máu dưới 50% hay không. Nếu mà dưới 50% thì chúng ta đi vào một chương riêng. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm đó là chúng ta bước vào cái bước 4 đó, thì chúng ta phải đánh giá cái xác suất mà tiền nghiệm này là coi là bệnh nhân có khả năng mắc bệnh động mạch vành hay không. Thì cái bước đó thì chúng tôi được thể hiện như thế này. Bước thứ tư đó là chúng ta phải dựa vào tuổi, giới và triệu chứng như chúng tôi đã giới thiệu trước đó, và cộng thêm với cái chuyện là ECG lúc gắng sức của bệnh nhân như thế nào, có bình thường hay không, chụp MSCT đó có vôi quá nhiều hay không. Nếu mà những cái này mà âm tính không có đó thì khả năng mắc bệnh động mạch vành thấp lắm. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch trên cái đối tượng đó, có thay đổi điện tâm đồ lúc nghỉ, có phân suất tống máu có giảm vân vân, và có điện tâm đồ gắng sức bất thường, hoặc chụp động mạch vành chúng ta thấy chưa có gọi là CTA mà chúng ta thấy cái vôi quá không thôi, thì cái khả năng mắc bệnh động mạch vành của người đó rất là tăng. Sau khi mà chúng ta đã đánh giá cái xác suất mà trước khi mà chúng ta làm những cái xét nghiệm mà thấy rằng nó tăng hay là nó không tăng đó, thì chúng ta bước tới cái bước 5.
Bước 5 thì tôi nghĩ đó là một cái bước quan trọng mà cần phải nói đến. Bước 5 là như thế này, sau khi mà chúng ta đánh giá cái xác suất tiền nhiễm của bệnh nhân, đó là coi coi khả năng người ta mắc bệnh động mạch vành rất cao hoặc là hay là rất thấp. Nếu mà chúng ta thấy rằng nghiêng về cái phía mà nó thấp á, thì chúng ta sẽ chụp cái dùng cái xét nghiệm gọi là coronary CTA, tức là chụp mà MSCT động mạch vành đó, có chất cản quang luôn để mà chúng ta xem cái hình thái động mạch vành nó như thế nào, nó có hẹp hay không. Còn nếu mà chúng ta thấy nó nghiêng về phía là mắc bệnh động mạch vành cao quá thì chúng ta có thể đi thẳng tới cái chuyện là chúng ta chụp động mạch vành xâm lấn luôn, chúng ta đo FFA luôn để có cái khuynh hướng là chúng ta điều trị cho người bệnh của chúng ta. Đó là cái bước thứ năm. Thì với cái bước thứ năm này cho chúng ta hướng dẫn, đó là chúng ta lựa chọn cái xét nghiệm như thế nào. Nếu mà chúng ta thấy là nguy cơ mắc bệnh động mạch vành thấp như chúng ta đã nói đó, mà tình trạng cái bệnh nhân cho phép chúng ta ghi hình với chất lượng cao vân vân, thì cái chọn lựa đó là chúng ta chụp MSCT động mạch vành hay là chụp các lớp vi tính động mạch vành. Nếu mà chúng ta thấy rằng là nguy cơ mà mắc bệnh động mạch vành cao, khả năng hay là xác suất mắc bệnh động mạch vành cao đó, thì chúng ta nên đưa thẳng vào chụp động mạch vành qua da luôn để chúng ta xác định, và chúng ta có thể là chúng ta sẽ tiến hành cái chuyện mà điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân. Cũng dĩ nhiên là chúng ta sẽ cân nhắc những cái trường hợp khác để mà chúng ta có thể làm cái xét nghiệm không xâm lấn, ví dụ như là siêu âm tim gắng sức rồi vân vân, để mà chúng ta có thể là đánh giá cho người bệnh. Đó là cái bước thứ năm. Vậy thông qua cái bước thứ năm này, chúng ta thấy cái điều là chúng ta sử dụng những cái loại xét nghiệm như thế này: stress ECG hoặc là coronary CTA hoặc là PET hoặc là stress MRI, stress echo hoặc là chúng ta dùng SPECT rồi vân vân. Thì chúng tôi thấy một cái điều là gì, cái vai trò của stress ECG nó không còn cao nữa, để rule in hoặc rule out bệnh lý động mạch vành nó không cao nữa, ở có chút xíu thôi. Chúng ta thấy rằng cái giá trị hơi cao hơn đó là stress echo để rule in rule out động mạch vành cao hơn nữa. Và đặc biệt là chúng ta thấy coronary CTA đó, thì để rule in động mạch vành hay là rule out động mạch vành nó đều có giá trị rất cao. Dĩ nhiên là chúng ta chưa nói đến những cái vấn đề khác dùng PET hoặc là SPECT này thì nó có khả năng nó cũng nó rất là cao. Như vậy những cái loại mà chúng ta thấy rằng là ECG gắng sức hay là siêu âm tim gắng sức hay chúng ta dùng MSCT động mạch vành đó, thì có vẻ cái vai trò của CTA động mạch vành đó nó lên cao lên ngôi trong năm 2019 này. Đó là nói về cái chiến lược, những cái điều thay đổi về mặt chẩn đoán, vì chúng ta nói một chút về mặt điều trị. Thì trong điều trị đó thì điều quan tâm là cái chỉ định tái thông động mạch vành cho những cái bệnh nhân mà hội chứng vành mạn 2019 này đó, của EC chúng ta thấy đó, thì chúng ta thấy là người ta chia ra cái nhóm mà gọi là chúng ta tái thông động mạch vành mà nó vì cái yếu tố tiên lượng giúp tăng cái tuổi thọ của bệnh nhân vân vân, giảm những cái biến cố, thì được xếp vào class 1 đó. Thì đó là những cái người bệnh mà có tổn thương động mạch vành có ý nghĩa ở thân chung động mạch vành trái, ở cái nhánh đoạn gần của động mạch liên thất trước, và hoặc là người ta có những cái bệnh lý hai động mạch vành, double vessel disease hoặc là triple vessel disease, là ba bệnh động mạch vành, và những có cái phân suất thống máu mà dưới hay bằng 35%, hoặc là trên cái vùng mà chúng ta chứng minh rằng người ta có cái thiếu máu cơ tim diện rộng, large area, hoặc là chúng ta dùng cái FFA này chúng ta thấy nó dương tính, một cái xét nghiệm mà chúng ta thực hiện trong lúc chúng ta chụp động mạch vành, thì chúng ta cũng có chỉ định can thiệp tái tưới máu mà như vậy nó phục vụ tiên lượng. Hoặc là bệnh nhân có nhiều ba nhánh động mạch vành gì đó nhưng mà tắc hai nhánh còn một nhánh thôi, thì chúng ta phải tái thông để mà chúng ta làm cải thiện được tiên lượng. Về mặt cải thiện triệu chứng đó, thì đặc biệt là những cái bệnh nhân nào mà cho dù không có đạt những cái tiêu chuẩn bên này nhưng mà chúng ta thấy có tình trạng thiếu máu cơ tim cục bộ, có đau ngực, chúng ta điều trị nội khoa tối ưu rồi, optimize the medical treatment rồi, nhưng mà bệnh nhân không có đáp ứng một cách đầy đủ, có thể giảm được cái chuyện đau ngực của người ta, thì chúng ta cũng có chỉ định tái thông động mạch vành để mà cải thiện về mặt triệu chứng cho người bệnh của chúng ta. Cái sơ đồ cho đây cho chúng ta thấy rằng một cái người mà bị đau thắt ngực như vậy đó, thì chúng ta sẽ có những cái sơ đồ để mà chúng ta có thể là tiến hành, chúng ta can thiệp động mạch vành bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân có đau ngực, có dấu hiệu thiếu máu cơ tim cục bộ, bị đa nhánh động mạch vành thì chúng ta can thiệp, vân vân. Hoặc là cho dù là bệnh nhân có đau ngực nhưng mà dấu hiệu thiếu máu cũng không rõ trên cái SPECT như thế này, nhưng mà trên chụp mạch vành chúng ta thấy hẹp 90% trở lên, hoặc có FFA dưới 0,8, hoặc là người ta có cái AF mà dưới 35%, thì chúng ta phải xem xét là chúng ta can thiệp động mạch vành và phối hợp với chuyện chúng ta điều trị nội khoa tối ưu cho người bệnh của chúng ta. Về chuyện điều trị nội khoa thì chúng ta thấy rằng so với năm 2013 đó, để những cái phương thức mà chúng ta điều trị để phòng ngừa những biến cố, ví dụ như là về
cải thiện chất lượng cuộc sống và chúng ta kiểm soát yếu tố nguy cơ, ví dụ như dùng aspirin, statin hoặc là inhibitor hoặc ARB vân vân, thì nó không có gì thay đổi. Nhưng mà đối với điều trị mà gọi là giảm triệu chứng á, thì nó có khác biệt so với năm 2013. Năm 2013 người ta chia làm thuốc mà cái bước được chọn lựa thứ nhất xong là không có đỡ thì chúng ta mới bước vào cái chọn lựa thứ hai cho người bệnh. Nhưng mà đối với năm 2019 thì chúng ta thấy có một xu hướng cá thể hóa rõ ràng, người ta cũng có thể sử dụng beta blocker hoặc là CCP vân vân, đó là điều trị chuẩn, nhưng mà người ta còn xem xét để coi là tần số tiêm bao nhiêu, có rối loạn chức năng thất trái hay không, để mà chúng ta có thể là sử dụng là beta blocker hoặc là một cái loại thuốc CCP, hoặc là chúng ta thấy rằng nếu mà có chậm nhịp tim quá thì chúng ta không sử dụng beta blocker, nếu mà có rối loạn chức năng thất trái thì chúng ta sử dụng beta blocker và những cái loại nitrat rồi vân vân, thì chúng ta thấy là tập trung vào chủ yếu vào cái bước thứ hai, và những cái loại khác ví dụ như ivabradin hay là trimetazidine, nicorandil vân vân thì thuộc vào cái nhóm thứ ba. Tuy nhiên cũng có, sau khi đưa cái bản này ra thì ES 2019 cũng nói rằng cái việc mà chúng ta theo dõi bước như thế này đó là một chuyện thông thường, và chúng ta cần cá thể hóa cho bệnh nhân, và có thể những cái bước, những cái thuốc mà bước thứ hai có thể nhảy lên bước thứ nhất có thể nhảy xuống bước thứ hai vân vân. Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta chọn lựa cái điều trị, những cái loại thuốc để điều trị nội khoa giảm triệu chứng cho những người bệnh của chúng ta. Như vậy thì chúng tôi thấy rằng là những cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ, hay gọi là thông điệp mang về khi mà chúng ta tham khảo cái guideline 2019 này, đó là về tên gọi thì chúng ta không còn gọi là bệnh nữa mà chúng ta gọi là hội chứng. Cái chuyện mà bệnh vành ổn định thì chúng ta gọi là hội chứng vành mạn, và cái tên chính thức đó là hội chứng vành mạn. Về bản chất của cái hội chứng vành mạn này là một cái bệnh động mạch vành mà diễn tiến liên tục, trong đó có những cái đợt hội chứng vành cấp và những cái thời gian hội chứng vành mạn. Về chiến lược chẩn đoán thì chúng ta thấy là tiếp cận 5 bước trong chẩn đoán, trong đó quan trọng là cái bước 5 mà chúng ta chọn những cái phương thức như thế nào để mà chúng ta có thể chẩn đoán xác định được. Và cái vai trò của chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta thấy rằng là Cori CTA đã càng ngày càng nâng cao hơn trong chẩn đoán rule in và rule out bệnh lý động mạch vành. Về cái chiến lược điều trị đó thì chúng ta phải điều trị nội tối ưu một cách cá thể hóa, chúng ta quan tâm đến cái bệnh cảnh lâm sàng của người bệnh và làm sao đó có thể chọn lựa được những loại thuốc để mà có thể là tuân trị được tốt cho người bệnh. Và điều trị mà can thiệp tái tưới máu á, thì chúng ta có những chỉ định cho giảm cái tăng làm tốt cái về tiên lượng cho người bệnh, và cũng chúng ta cũng có những cái điều trị làm để tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe phần trình bày của chúng tôi. Xin hết.